thoảng thì mấy bạn lên sân chơi thôi. Còn khi mà chúng ta thi theo quý thì chúng ta sẽ có một cái sườn rack 54cc dành cho quay rim, máy quay rim nha mấy bạn. Đúng rồi Lộc ơi, lúc nào chúng ta cũng 9 giờ mới là giành boss. Alo, mấy bạn đã nghe rõ chưa? Nghe rõ rồi thì comment giùm anh em nha. Tìm
nay có thể chạy tới 12 giờ. Nếu mà xíu nữa các anh em đổ lên thêm, nếu mà không mưa các anh em đổ lên thêm thì có thể tới 1-2 giờ sáng luôn nha mấy bạn. Chào bạn Thọ Đặng nè. Ok ok, anh em nào xe rồi thì cho AD cảm ơn nha. Mấy bạn ơi, thằng bảy tớ phần cứng nha mấy bạn ơi.
chín đâu, giơ tay 69 ơi, 64 luôn, giống kiểu lô tô quá, 65 nè, lên, giơ tay lên mấy bạn ơi. Hiện tại là không có cam bạn ơi, có cam là đi lên cam nói chuyện với mấy bạn rồi. Bộ phận kỹ thuật cho lên không? À, bộ phận kỹ thuật có cho lên luôn nha mấy bạn ơi, đợi ra đây chút xíu nha. 61 con 61, anh em nào bạn số 61 giơ tay ở đây coi cái nè. 65 luôn anh em ơi. Chào Thọ Đặng Cao Shipper 65, Thọ Đặng 65 luôn. Anh em hẹn fan nhau có gì rồi kéo nhau lên sân chơi với AD nha. Cảm ơn mấy bạn. 69 đúng thế luôn các bạn ơi. 69 72 lên luôn kìa Tấn Đạt nè, 72 nè. AD Trúc Phương nghỉ dưỡng rồi bạn ơi. Đi chơi với trai bỏ AD ở đây một mình, buồn quá trời buồn. 61 lên luôn anh em ơi. Đường thông thêm 150 mét nữa nha.
Dương sao ông lên sân chơi, ngồi đây comment kỳ ghê. Rồi anh ơi, lên hình rồi nha mấy bạn ơi. Đi bộ cho đua luôn, nhưng mà cởi dép ra đua nha, phòng chân về nhà xức thuốc. Xe rùa cho đua luôn. Hello Mỹ Ngọc 66, ai 66 kết bạn với bạn Mỹ Ngọc nha. Ai 66 kết bạn với bạn Mỹ Ngọc. Giá vô cổng hiện tại của chúng ta là 30.000, 30.000 thêm 10.000 phí giữ xe nữa. 30.000 thêm 10.000 phí giữ xe là 40.000, vô mua chai nước suối thì 10.000 nữa là 50.000. Rồi coi thoải mái luôn các bạn. Thứ ba bên sân không có mở nha Hồng Khanh ơi. 69 69, ai có con số 69 giơ tay. Hiện tại trên sân là không có đông xe quá, tương đối ổn thôi. Có những bữa xe lên bích sân các bạn ngồi rất là dòm, rất là thích luôn á. Có 59 luôn, anh bản số 59 nhưng mà anh ở Bình Dương nè. AD ở Bình Dương nha, AD ở gần ngã 6. Hello mấy bạn, 63. 63 là ở đâu vậy mấy bạn? Nghe quen lắm luôn á. Chào bạn Long Nguyễn. Ồ, VSD luôn, ghê ghê. Chào luôn Nhật Hạ nha. 94 luôn kìa mấy bạn ơi. 94 là ở đâu ta? Bạc Liêu hả? AD nhớ như 94 Bạc Liêu thì phải. 63 Tiền Giang. 69 ở đâu vậy Lên Khờ ơi? Nghe số đó nghe nó đúng thế, nghe đã ghê. Ồ, 70 là cái gì? Tây Ninh, 70 Tây Ninh luôn. Ghê thiệt. 64, 73, 70. AD comment nick Facebook lên nha. Mọi người có gì vô hẹn AD nha. Miền Bắc không ta, giơ tay lên đi ta. 68 Kiên Giang, Rạch Giá Kiên Giang. 69 Cà Mau nha. Ok, 69 Cà Mau. 83, 49, 64, 69. Còn gì nữa không? Kêu lô tô luôn. 94 Bạc Liêu, chào bạn Ngọc Quỳnh. Hồi đó AD cũng có về Bạc Liêu mấy lần. AD về bên huyện Hòa Bình á. Hello 64. Quy đẹp trai. Chưa biết chừng nào kinh luôn, đợi nãy giờ không thấy kinh con nào hết. Phương Thảo ơi, có gì để xem. AD có nick Facebook nhưng mà khi nào để AD hỏi cho, có gì AD sẽ gửi riêng cho bạn nha. Ok, mấy bạn nào mà chung tỉnh với nhau thì fan nhau đi, có gì còn cà phê cà pháo đồ chung đam mê mà, đúng không? Chúng ta cùng đam mê tốc độ nhưng mà chúng ta chơi đúng pháp luật. Hẹn fan nhau có gì lên sân chơi với AD nè. Ủa có số 100 luôn hả Khánh anh đi? Số này mới nha. Ok, kinh đi. 61, 61, xíu nữa ai ra hủ tiếu Hòa Tâm ăn chung với AD nha. Ai biết hủ tiếu Hòa Tâm không? Quỳnh Trang Lý thắng tiếng, hủ tiếu Hòa Tâm.
phú giáo anh em trên đây nhiều lắm nha bạn ơi. Ok ok, 204 người xem, 204 rồi mấy bạn ơi, chia sẻ giùm AD đi mấy bạn ơi. Ghê hôn, Mỹ Ngọc 66 kinh luôn nha. Xăng
xong rồi ơi. 67 beta nữa nè. Anh đâu phải đồ đâu. Đốt lớp dầm đá thiệt chứ. Ok Hồng Khanh, móc vô bao nước uống luôn. À đây tin phát nha, có gặp mà gã sáu thì nhớ uống. Không biết này nha, xác nhận với mấy bạn là AD không hề biết này.
có giả vẫn có cờ lưu niệm nha. Còn mà nếu mà cờ lưu niệm theo hạn thì bắt buộc là phải có hạn các bạn mới có. Hôm nay không thấy hai thị, hôm nay ở đây chưa thấy xe hai thị đâu lên hết. Đúng rồi, Gia Hào ơi, đang giật Gia Hào ơi. Chỉ có 54 danh viên và 54 tự do thôi. Thì trong cái bài tự do đó chích hay không thì do các bạn thôi các bạn ơi. Hôm nay không thấy hai thị lên anh em ơi. Hôm nay không thấy chiếc hai thị nào lên hết. Wow, vậy là Văn Lộc là phải cho cái biệt danh là fan cuồng chứ không phải fan cứng. Cho biệt danh fan cuồng của Sơn 2K đã có đóng góp mua vé của Sơn 2K rất là nhiều lần. Em dán cái trái 72 em treo trước đầu xe đúng không Thọ Đặng? Trời ơi, Hân Mini kìa, ghê không? Ờ, anh chào em, Hân Mini. Trời ơi, chào em đi anh ơi nữa. Ghê thiệt chứ. Xa chi dinh chạy được luôn, vô cạp được chiếc nào cạp bạn yên tâm. Xe mạnh xíu trên sân có đủ, nhắm cặp được với chiếc nào thì cặp thôi. Đó, mình Di đẹp trai của mấy bạn kìa, hai đồ của giới trẻ, hai đồ Minh Di của giới trẻ. Minh Di ở ngoài thì Minh Di thì anh biết là chưa đủ 18. Vừa rồi thì bạn ấy tham gia giải đua xe của Honda. Thì bạn đó cũng có thứ hạng và bạn đó chạy cũng rất tốt. Mùi Thắng ơi, hiện tại là anh chỉ là quản lý sân thôi, chứ anh không có bên cái mảng của công ty mô tô 2K là độ xe. Bởi vì anh cũng chưa biết, không rõ ràng cái giá trị mà khi mà bạn muốn độ xe là bao nhiêu hết. Cái này bạn có thể tham khảo thêm trên bay mô tô 2K nha. Hồng Ngọc Thư Ngân ngọt ngào, bạn này quen lắm luôn nè, trong team Racinger nè. Dạ, anh chào bạn Hiền Joker. Anh đây ngoan không? Dạ luôn á. Dạ, anh chào bạn Hiền Joker nha. Nguyễn Thị Mụi hả? Nguyễn Thị Mụi à, ở đây bó tay, ở đây không biết. Rồi, trời ơi, gì mà đứng bên đây vậy ba? Hỏi không ngờ luôn á, bên phòng kỹ thuật họ làm cái tên Facebook của anh đúng BD luôn á, để lên bảy sắc cầu vồng luôn kìa, không tin được. Rồi, nick Facebook AD là có trên màn hình rồi nha mấy bạn. Rồi, chào Phạm Văn Công nha, lâu lắm rồi chưa gặp. Rồi, nick AD, nick Facebook AD là có trên màn hình luôn nha mấy bạn ơi. Bạn nào rảnh rỗi thì add AD nha. Muốn inbox dùng kính gì đó thì inbox. Rồi, tụt view rồi mấy bạn ơi. Comment đi, like, chia sẻ giùm AD với. Cảm ơn mấy bạn rất là nhiều. Ok, biết Phúc Ray nha. Hôm bữa định mời Phúc Ray lên làm MC chương trình mà Phúc Ray bận anh không có lên được. Chào lão đại. Tiểu đệ, chào lão đại hả? Ok, ông Khanh xíu nữa anh đồng ý nha. Điện thoại anh bỏ trên văn phòng sạc rồi. Sạc 3F.
chứ. Nãy giờ tiếp nước thấy bà luôn. Hiện tại là chúng ta đang dợ thôi nha mấy bạn. Chúng ta chỉ là đang dợ thôi, chúng ta chưa có chạy nha. Rồi, nick Facebook AD có trên màn hình rồi. Mấy bạn nào thích thì cứ add nha. Add rồi xong inbox AD nói là chào AD thì AD biết mà mấy bạn coi trên fanpage. AD sẽ add lại chứ bình thường AD lại không có thường là add người lạ. Thì mấy bạn vui lòng inbox AD cái. Tân Phước Khánh hả? Xa quá em ơi, giờ này lạnh chạy teo hàng hết. 9 giờ chạy boss nha Minh Hiếu Nguyễn ơi, 9 giờ chúng ta chạy boss nha. Rồi chào Ly Lợm Racing Team, chào bạn Ly Lợm Racing Team. Chả nhớ để gì nữa. À, hình anh bật cao đen giống vậy luôn nè.
xíu giảm cân, dạo này AD cũng mập lắm mà. Chào anh Tâm. Anh Tâm còn trên sân không ta? Hiện tại là trên sân đã thấy mưa rồi nha mấy bạn. Chết bài.
chưa? Chúng ta đã thấy mưa trên sân rồi. Đúng rồi, đổ xe đi, đừng có đổ nàng. Mà giá cổng vẫn 30.000 bạn ơi. Rồi, chúng ta đã bị mưa. Các bạn ơi, chúng ta đã bị mưa. Ôi vãi thật, thời tiết không ủng hộ chúng ta rồi. Đây, chán quá đi. Chúng ta đã bị mưa rồi. Để AD kêu Minh Di vô ha. Kêu Minh Di vô ngồi nói chuyện với các bạn. Facebook anh đi. Chào bạn Nguyễn Thanh Sang. Rồi hiện tại là trong sân chúng ta đang mưa. Ôi buồn quá đi. Trời ơi, tại sao lại buồn như thế? Mưa rồi mấy bạn ơi. Anh em chạy vô nước mưa hết rồi. Hey.